anh em mình trở lại mới làm việc. Tôi đang đi lên Thủ Thừa, có hồi không biết người ta làm gì đây. Trấu hay trấu thiệt nè, ung nữa. Bón không gốc mấy bao trấu luôn mọi người. Kinh dị vậy. Hành lang lục đỏ trấu hết luôn nè. Hồi chiều hôm qua tôi thấy bỏ trấu đầy luôn, giờ nay trấu hay không? Ủa này tro chứ mấy trấu, lộn. Tro. Đây nè, quay tận vườn luôn cho anh em xem. Thấy chưa? Cái này cũng không biết là bỏ trấu vô làm chi ta. Chưa hiểu ý nghĩa của người ta bỏ làm gì, cái vườn cũng đẹp lắm, không có mấy bệnh. Đó, anh em quan sát nè, bao chỉ có 2-3 bao trấu một góc luôn á. Đấy, vườn cũng đẹp lắm. Chắc bón thường xuyên chắc nó cũng tốt, về nghiên cứu thử coi nó có bón có tác dụng gì. Vậy nha anh em.